Tuấn. Em biết em sai rồi. Em cứ tưởng là hạnh phúc, nhưng mà em đã lầm. Em đừng có làm như vậy. Anh đã có gia đình rồi. Bây giờ anh có việc phải đi. Chào em. Anh Tuấn, hay là chúng mình làm lại từ đầu được không anh? Em nói cái gì vậy? Em hãy trở về với gia đình của mình đi. Em ly hôn rồi. Cuộc sống đầy đủ nhưng mà hạnh phúc thì em không hề có. Anh à, chúng mình đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Em tin anh sẽ không bao giờ quên được em. Yến à, bây giờ anh đã có tổ ấm riêng của mình rồi. Em đừng có như thế nữa được không? Em đáng trách lắm có phải không? Ngày xưa em đã chê anh nghèo để chạy theo người ta. Em xinh đẹp, có nhan sắc hơn người. Kiểu gì em cũng tìm được mối lương duyên tốt đẹp hơn thôi. Anh ơi, em chỉ thèm khát cuộc sống bình dị ở bên anh mà thôi. Anh xin lỗi, bây giờ anh phải về rồi. Anh, em trở về nước cũng chỉ để gặp anh mà thôi. Nếu như không có anh thì cuộc sống này không còn ý nghĩa gì nữa. Vĩnh biệt. Em đừng có nghĩ quẩn. Em xin anh, anh đừng bỏ rơi em lúc này được không? Anh, em hạnh phúc lắm. Ước gì thời gian ngừng trôi để hai ta mãi bên nhau như này nhỉ. Hôm nào em nấu cho anh món lẩu hải sản nhé. Anh khoái món đó lắm. Em làm gì có thời gian để làm mấy cái món đó. Thời nay á, thích ăn món gì ra nhà hàng là có anh à. Với lại phụ nữ thời nay ấy, phải dành thời gian để làm đẹp thì mới giữ chân được người mình yêu chứ, đúng không? Bận gì thì bận, tự tay nấu nướng cho chồng bữa ăn mới là hạnh phúc nhất cháu ạ. Trời ơi, đấy là phụ nữ thời xưa thôi. Chứ phụ nữ thời nay á, chả ai thích mấy cái việc đó đâu bà ạ. Các cụ ngày xưa sống tình cảm lắm cháu ạ. Cơm hàng cháo chợ làm sao được bằng bữa cơm gia đình hả cháu? Sao bà buồn cười thế nhở? Người đâu mà vô duyên hết sức, đừng có tham gia vào cuộc sống của người khác nữa đi. Nhưng mà anh thấy bà nói đúng mà. Mai sau mình có con ấy, mà mình cứ đi ăn nhà hàng như này, anh thấy không hay lắm em ạ. Có con á? Em không muốn có con đâu. Đang trẻ đẹp như này mà anh bắt em đẻ thì em thành con lợn nái à? Với lại em không thích trẻ con đâu. Nghịch ngợm, phiền phức lắm. Nào, mẹ nấu nước yến cho con này. Ngon không con? Anh đi làm về rồi đấy à? Anh có mệt không? Anh vào tắm rửa đi. Sao tự nhiên mặt anh nghệt ra vậy? Chúng ta đi nhà hàng ăn đi. Em còn nấu món lẩu hải sản mà anh thích đấy. Anh vào tắm rửa đi xong rồi ra ăn với mẹ con em nhé. Anh xin lỗi, chúng ta không thể Yến à. Anh đã mù quáng chạy theo thứ tình cảm, đã lùi về dĩ vãng. Anh còn có gia đình, có vợ anh. Cô ấy mới thực sự là người phụ nữ của đời anh em ạ. Chào em.